Ơi chào các bạn, giờ mình coi cái máy cuộn gôm đang đổ gôm xuống các bạn. Rồi hồi mình ra ruộng mình coi nó cuộn nghe các bạn. Bỏ đổ gom xuống các bạn. Mày coi cái máy cuốn gom của Phan Tấn này các bạn, BTCG57 các bạn. Rồi giờ ra ruộng cuộn nha các bạn. Bạn nào thấy các bạn thấy cái máy cuộn gôm đang chạy vô một chiếc nữa các bạn. Gom chạy trong đầm lầy nữa các bạn, đường khó, rất là khó đi các bạn. Bây giờ máy cuộn gom đang cuộn nha các bạn. Đó, các bạn thấy chạy rất là nhanh nha các bạn, đồng khô các bạn, đồng lúa vụ ba người ta bơm nước ra khô các bạn. Các bạn thấy chạy rất là nhanh nha. Rồi các bạn thấy cái máy cuốn gom này chở rất là khủng nha các bạn. Các bạn thấy chắc ghê hồn không? Các bạn thấy rất là khủng các bạn.
coi ruộng gom ra nha các bạn. Các bạn thấy à, các bạn thấy hai máy luôn các bạn.
Rồi bà, các bạn thấy ba cái luôn rồi, bốn cái luôn các bạn, đây một cái nữa. Bốn cái máy cuốn gôm luôn các bạn. Rồi hẹn các bạn video tiếp theo của mình nha, cái mình coi bốn cái này cuốn gôm xong các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn.